Ăn bắp đi, đuối trái bắp trước đi. Không có tài. Thôi lát đi, lát ăn cho nó ngon. Này phải thiếu mỡ hành ha. Có miếng dầu ăn là tuyệt vời. Bắp xà bơ hả? Rồi đó anh Bơn, anh thấy em được ổn với anh không? Thôi sợ nó bị rớt rụng là coi như công cốc. Có đâu. Dứt lát đâu? Bắp Mỹ, đúng rồi, giờ mới biết hả? Không biết nữa chị. Đúng không? Chị bu qua đây hết vậy? Không có cho anh nghe đâu. Em sang em xem. Thôi qua lại. Em tham quan mà. Tôm. Đưa xong rồi. Mày cầm đi, cầm miếng trái luôn đi. Ui, nóng rồi. Chưa. Nóng lắm rồi. Ui, chưa sôi nè. Sườn bữa nay bự vậy? Sờ quần ngắt trời. Dạ con hình nhỏ xíu vậy. Nguội không? Ở dưới thì nóng, trên này nguội. Là sao? Mới lên. Ai ăn bắp không? Ai? Thôi đủ rồi, hai đứa một trái thôi. Trời nóng lên. Cái này chín rồi, để xa xa ra. Ôi lâu lắm. Thì nếu cảm thấy không được thì có thể ấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bắp đã chín rồi. Tôm em, mang không? Mang không? Dạ không. Hả, xuất sắc luôn á. Nói chung là bây giờ bắp đã chín hết rồi, giờ chỉ chờ nước nấu mì nữa thôi, còn mọi thứ đã chín hết rồi đó nha. Tôm cũng chín luôn rồi. Chín thì lấy ra luôn đi. Bắp lấy ra đi chị. Để cho tụi em thuận tiện cái vụ này nước đi. Nước nè. Còn gì nữa? Tiền biết không? Cho mà. Cho à? Cho được tính không? Tính đấy. Mình đây. Tính mạnh không? Mới được thôi chứ. Ai mà người ta tự nguyện đâu. Bây giờ anh ta sẽ anh ta đang khoai ra để nhồi. Anh phải mua. Xong rồi em đi bàn lấy cái đứng. Thôi mình đổi anh Tân đi. Trong cái thùng nó cũng được. Đi đi anh. Để lại cái đồ để trong cái thùng đó. Đúng rồi, mấy cái thùng ở trong thùng nó có cái gói đấy. Bây giờ làm sao mà em đi sang cái đấy mà mọi người đôi mọi người nhìn ra bên này này, lấy được cái gì? Rồi ăn, rồi ăn thôi. Thiên hạ. Ây da, thiên hạ thái bình rồi. Ôi, ai làm gì làm? Đây. Cậu ơi. Thôi, cuộc sống chị em mình cũng thoải mái. À, mình lấy xúc xích nướng đi. Cái kéo đâu rồi cưng, đưa cái kéo chị. Có kéo không? Sao tụi bay chàng qua đây chia từ lúa vậy? Đi ăn mượn cái dao bển rồi. Sao bển không nướng thịt đi? Coi vô cái thùng đó có cái dao không? Cắt này em đem qua bển mà em ấy luôn. Đúng rồi. À đúng. Xịt qua đây đi, tự nhiên là đứng ở cái chỗ lửa vậy. Con kèn sắp xong lên được không anh? Đồ ăn của anh bị bụi của em hết rồi. Vậy cái này có cần ướp không? Rồi. Không có cái gì để ướp hết á. Ủa làm gì đó, da làm gì? Ôi mẹ ơi, cắt rồi nè. Cắt rồi, cắt rồi. Vậy thôi. Gì? Anh xích nè. Bỏ lên đây. Ai cháu khai cầm cái kéo bển không? Đây đây đây. Bữa anh qua tỉnh bơ anh ngồi ai mượn? Lấy hội không nó cháy mất. Cá mà anh lo chứ. Không, cá chín rồi. Cá từ từ nó mới chín được anh ạ. Phần phê vào lây của tôi. Gấp cái này hết rồi. Thôi được rồi, để ra đi được. Ồ, về làm lửa đi anh. Kìa, nó kêu về bển làm lửa kìa. Ba ngàn sớm trên hoài luôn á. Chồng con thì đâu thăm chơi chết à. Rồi, mình cứ ngồi ăn cái này đi, là cái này nó vừa chín tới, mình cũng bận tâm tới nó nữa. Anh giống cái lửa đang hết lửa rồi. Trời trời. Không đùa chứ ấy. Cho em trời á. Với món xúc xích nữa. Lửa em bé quá anh Hoàng. Để mình... kém đi đi. Mình... Nhưng mà có gì lót không? Giờ không có dính vô cái này nó đen. Bột. Nè đấy nè. Phải cái này là em bỏ cái tiêu xanh. À ướp hả? Ủa mắc cái gì bên kia không thấy chàng qua đây che hình người ta hết vậy. Ừ. Bên đây nó kỳ kỳ.
Dạ ăn khoai lang đi cưng. Ngon quá quý vị ơi. Tôm nè. Chấm thịt ớt. Gì vậy ba? Khói. Không cao cao. Chơi từ từ mày. Giới thiệu, giới thiệu. Tôm mà chúng tôi đã cố gắng làm sao bằng một cách mọi rợ nhất. Đại gia đình chị Võ Thị Sáu gồm 6 thành viên đã gần như là hoàn thành được. Hôm nay là có hai con người rất là mới lạ. Đó chính là Tùng Miên và bạn Fanny rất là đáng yêu và dễ thương. Bạn là những người rất là tài năng và giỏi giang. Tỷ Thanh. Ai nướng tôm cho mấy cưng ăn vậy? Ai nướng bắp cho mấy cưng ăn vậy? Ai đi qua đây ăn trực hoài vậy? Bây giờ tôi sẽ hát một bài tặng chị nha. Hai ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau xa lạ. Ngon quá. Ngon quá, phải ăn một con tôm của gì. Ê, coi chừng khác vậy. Tổng thể này vừa rớt ra. Chị đi phải. Không. Ủa? Ủa, tôi ba cục thịt nào không cắt cục thịt rồi? Cái này nó ăn cắt một cục thịt đúng không? Sao vậy? Đâu có. Thôi đi cưng. Em bỏ đi cưng. Ba cục thịt của người ta đi qua. Cái cục thịt của ổng á. Trời ơi à. Còn Nguyên Thi nè. Còn Nguyên chưa có chín nổi. Nào kìa. Tôi sẽ ảo sĩ đó. Không cho để em đi về bên kia. Về đi mấy đứa. Em mà lấy em lấy đồ to. Ôi một hồi mình lấy cái kéo á, bắt đầu mình cắt ra cái lớp mà. Đi về chưa? Trông ngon lắm nha. Thang đến mình nghe em chửi chưa? Đồng thời nội tâm hả? Biết chưa? Nằm đây. Nóng quá trời, nóng nóng lắm luôn. Nó chảy rồi, nó chảy rồi. Ê ê. Ôi trời. Có chừng, có chừng. Nóng lắm, nóng lắm. Ê đổ nước ra ngoài rồi kìa. Ráng lấy ra đi. Em còn đang kẹt nè. Ê. Ê, rồi bỏ xuống nhanh tổng tay. Từ để khoan. Ba cái để lên cái đã, cái nam báo thông báo ok. Rồi xong rồi đó. Được chưa? Rồi kéo lên. Bấm xuống. Chi. Ok. Ô. Rồi kéo. Ở đây. Ô. Ô. Ở đây. Ô. Ô. Hết. Rồi. Rồi ô. Đứng đi. Ừ, để dành. Rồi đóng lại. Nghe lúc ấy mình phải được thua. Nhưng mình thua mà. Ngon thiệt. Em nói thiệt á, em không muốn ăn cá lúc nào. Ăn mấy món này ngon rồi. Nè, xác nhận nha. Kéo dài lên á, kéo cao. Ôi nè nè, ui ôi. Khói bốc rồi này. Đấy. Kìa mà ăn được rồi đấy. Ok la. Được rồi trời, nó mềm heo này. Con em là ngâm lâu quá nên nó mới nở đấy. Đâu, nước sôi à. Nước sôi đó, nó kiến á. Bên người ta là áp dụng cái là nguyên lý vật lý học. Nhưng mà bên chính là được rồi. Nhiệm vụ bên kia bí mật là gì vậy? Cắp đồ hay gì? Lấy được nguyên liệu bên đó và bên đây là đồ em thắng. Ba người của người bạn phải bàn nhau một cái bàn đó để ăn cắp lấy trộm được một món nguyên liệu và một món ăn và được chia làm ra. Lấy được gì? Và anh bên em cũng ăn cắp được luôn đồ trong lương luôn. Ăn cắp gì? Lấy nguyên liệu tôm nè, rồi bắp nè. Bắp là người ta cho nha. Miễn sao em lấy được bển qua đây thôi. Của tụi tôi là cực kỳ khó khăn là mời một trong ba thành viên hát một bài. Thì nhiệm vụ của các bạn là ba bạn hãy mời được một người của đội địa phương đàn hoặc hát một bài hát hoặc quay được một clip đó ạ. Nhưng mà tôi mời tới ba người luôn. Ba người cùng hát luôn một cách hợp lại mà không ai biết. Ghê chưa? Ghê không? Nhà không ăn cắp ướt mà không giết người. Mà đẹp nữa, hình ảnh lung linh nữa. Hát bài Cả Nhà Thương Nhau. Hòa đồng nuôi ông tay áo. Đó chính là những con ông. Đuổi khỉ vô nhà. Đó, đúng. Những con khỉ. Ngựa ngoan được đủ. Đó, những con ngựa. Đó. Lấy mấy món? Hai món. Là 2 điểm. Tổng tỷ số cho dòng hiện tại là 4-3 được không mấy bạn? 4-3 được không mấy bạn? Là nghiêng về bên em ở bên này nè.